Các trục trặc của đồng Bitcoin trong hệ thống thanh toán của El Salvador bắt đầu với việc ứng dụng chính thức có tên Chivo của chính phủ không xuất hiện trên các nền tảng lớn như Apple và Huawei. Tình hình sau đó còn trở nên tồi tệ hơn khi có nhiều người đăng ký dẫn đến tình trạng ứng dụng bị quá tải và phải tạm ngừng hoạt động trong vài tiếng đồng hồ. Các vấn đề này cuối cùng cũng được giải quyết và nhiều cửa hàng đã chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Ngày ra mắt của đồng Bitcoin trong hệ thống thanh toán quốc gia của El Salvador khép lại, với việc đồng tiền này có lúc bị mất giá tới 17% trong phiên giao dịch hôm 7 tháng 8, xuống còn 42.921,27 đô la trước khi phục hồi nhẹ. Theo khảo sát của Đại học Central America El Salvador, có đến 70% người dân El Salvador phản đối việc ứng dụng Bitcoin trong các giao dịch thanh toán chính thức. Lý do chủ yếu là vì phân nửa dân số nước này không được kết nối với mạng Internet và nhiều người lo ngại về các giao dịch bất hợp pháp. Tôi sẽ không dùng Bitcoin. Tôi không hiểu gì về nó hết. Tuy nhiên, cũng có những người El Salvador chào đón Bitcoin, nhất là sau khi chính phủ nước này hứa tặng miễn phí số Bitcoin trị giá 30 đô la cho tất cả những ai tải ứng dụng Chivo và đăng ký thông tin tài khoản. Cá nhân tôi thấy điều này thật tuyệt vời và là cách mới để sử dụng tiền điện tử. Tôi thấy nó tốt cho công việc kinh doanh và mang lại khách hàng mới. Hãy làm quen với Bitcoin và sử dụng ứng dụng của chính phủ. Sau khi Bitcoin mất giá, chính phủ El Salvador quyết định mua thêm 150 Bitcoin với tổng giá trị vào khoảng 7 triệu đô la Mỹ. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele khẳng định sử dụng Bitcoin sẽ giúp nước này tiết kiệm 400 triệu đô la phí chuyển tiền kiều hối mỗi năm, đồng thời giúp những người không có tài khoản ngân hàng cũng có thể sử dụng thanh toán điện tử.